Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ hai đầu tuần quý vị ha. Cũng là hôm nay là những ngày cuối tháng 6 năm 2020 rồi. Toyota Tân Cảng thì mới về cái mẫu xe Innova số tự động đời 2012, và mẫu xe này thì đã tiến hành làm đẹp theo công nghệ Marukuri rồi. Đây là mẫu xe mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, với số km đi được rất là ít, 42.000 km. Và giá đến thời điểm này thì Toyota Tân Cảng đang định giá mẫu xe này là khoảng cỡ 455 triệu đồng. Thì hôm nay tôi sẽ cùng quý vị khám phá chi tiết cái mẫu xe này. Một mẫu xe mà sử dụng từ đời 2012, đến nay là 2020 rồi, 8 năm rồi. Thì quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết cái chất lượng còn lại của mẫu xe này như thế nào. Và với mức giá 455 triệu vào thời điểm tháng 6 này thì quý vị xem thử là với cái mức giá này nó có xứng đáng cho cái mẫu xe này hay không. Còn nếu quý vị có nhu cầu thì mời quý vị ghé trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để tôi có thể dẫn quý vị đi coi xe và tư vấn cũng như là hỗ trợ quý vị tốt nhất. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết mẫu xe này. Xin mời quý vị. Đây, quý vị có thể quan sát tổng thể của mẫu xe ở đây. Màu bạc là một cái màu mà giữ cái chất lượng xe còn lại của xe rất là tốt. Thì quý vị có thể thấy là từ phía trước nhìn phía sau này, cái chất lượng cái nước sơn của nó đó, thì quý vị có thể thấy là xe còn rất là mới đúng không ạ? Ở đây thì có những cái mẫu xe mà nó trầy một số chỗ trên cái xe thì cái này là đều không tránh khỏi rồi. Đối với một cái mẫu xe mà chạy từ 2012 tới giờ rồi. Nhưng mà tình tổng thể của mẫu xe này chất lượng cũng còn tương đối ổn đó quý vị. Sự liên lạc với các chi tiết từ phía trước và phía sau nói chung là ổn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết nè. Nắp capo nè, chất lượng nước sơn đẹp nè, trên kính lái này thì không có hề có vết nứt hay là vết mẻ gì hết quý vị ha. Đây, quý vị có thấy sự liên lạc với các chi tiết không, từ cảng nè, hệ thống đèn 2012 tới giờ nhưng mà cũng còn rất là sáng đó. Lưới tản nhiệt nè, hệ thống đèn bên đây nè. Cái xe này thì thích hợp cho quý vị nào mà sử dụng xe gia đình á, để mình đi mà kiếm những cái dòng xe thấp thấp vừa tầm tiền á, thì quý vị có thể tham khảo dòng xe này. Đây, cái này thì nó bị ố rồi, cái này là phần ốp thêm quý vị ha, thì cái này mình có thể mình trang bị thêm thôi. Vì lâu dài bị ảnh hưởng của thời gian thì những cái này nó bị ố rồi, thì mình chỉ cần thay cái ốp mới lên thôi là nó sẽ sáng bóng liền. Đây, nhìn tổng thể phía bên phải nè, đó quý vị thấy không, sự liên lạc nè, cái cản và cái vè nè nó rất là khít với nhau, giữa các chi tiết cửa nè. Lốp xe ở đây thì đánh lốp còn tương đối sâu quý vị ha. Đây, đây, mâm thì còn ok. Lốp này là lốp nguyên ring luôn rồi quý vị, tại vì xe mới chạy có 40 mấy ngàn mà. Đây, năm sản xuất 2012 nè quý vị nè. Đó, vậy thấy không, cánh cửa giữa các chi tiết cửa và cái vè này thì rất là đều. Đây, nhìn chất lượng nước sơn khi nhìn nghiêng này quý vị. Lườn ở dưới nè, phải nói là chất lượng nước sơn còn rất là đẹp quý vị. Và tại Toyota Tân Cảng thì đối với những cái mẫu xe cũ như thế này á, khi chúng tôi thu vào á, chúng tôi kiểm tra xe rất là kỹ để đem đến cho quý vị những cái cam kết mà xe không tai nạn, không ngập nước, thông qua 176 hạng mục. Nên quý vị khi mua xe tại Toyota Tân Cảng, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm quý vị ha. Bên ngoài thì quý vị đã thấy dán phim kích nhiệt nè, có che mưa nè, có che cửa nè. Đây là những cái trang thiết bị tiêu chuẩn mà tôi thường hay nói quý vị khi mua những cái dòng xe Toyota. Đây, cản sau về nè, hệ thống lốp nè, còn rất là đẹp. Đây, lốp ring hết nè quý vị, 2012 nè, để quý vị thấy luôn. Thấy không ạ? Tổng thể phía này phải nói là một chiếc xe chất lượng đó. Đây, 2.0G, đây là ký hiệu của dòng Innova 2012 đây. Đây, hệ thống cản sau nè, cản sau cốp nè, quý vị có thể thấy sự liên kết giữa cái đèn này nè, giữa cái đèn, cái vè này và cái cản sau này. Quý vị có thấy là xe nó rất là khít với nhau đúng không ạ? Nó liền lạc. Để mình có thể mình nhìn vào cái cảm nhận đầu tiên mình nhìn vào cái xe mình đó, thì mình thấy là ồ, cái xe này phải nói là nó rất là liền lạc với nhau. Và ở trên thì đã có đây. Cái này thì những cái dòng này không có, cái này thì gắn thêm đây quý vị ha. Đây. Đuôi cá này ạ. Nhìn tổng thể mà đi từ nãy giờ cũng thấy ổn đúng không quý vị? Mở cốp lên cho quý vị coi luôn. Đây, không gian trong xe. Đó, quý vị có thể nhìn tổng thể nè, không gian còn phải nói là rất là sạch sẽ. Đó, ổn đúng không quý vị? Nè, quý vị có thể những cái đường mối hàng này còn y hết này. Đó, đây, còn đây là tổng thể phía bên trái này đây.
Nói chung là theo đánh giá của tôi á, thì cái mẫu xe này á, nó có sự liền lạc tốt, chất lượng nước sơn ổn. Và khi mà nhìn như thế này á, thì mẫu xe này theo đánh giá của tôi thì sẽ không có sự va chạm ở bên phía, ở xung quanh xe đâu nha quý vị. Nếu mà có sự va chạm thì chiếc xe nhìn nó không có liền lạc như thế này đâu. Đó, 2012 mà được như thế này là quá ok rồi. Đẹp. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu sử dụng xe gia đình hay là chạy dịch vụ mà thì cũng sử dụng mẫu xe này ok thôi. Đây, quý vị thấy không? Phải nói là chủ nhân cũ giữ cái xe này rất là kỹ đó quý vị. 2012 mà quý vị có thể nhìn bảng tắp bi cửa nè, rồi bảng tắp lô nè, quý vị thấy không? Rất là sạch sẽ đó. Quý vị thấy không ạ? Phải nói là xe này được giữ chất lượng rất là đẹp. Đây, đây quý vị có thể nhìn cái cánh cửa tài nè và cái bảng tắp bi cửa nè, quý vị thấy không? Rất là sạch sẽ và phải nói là không có vết ố hay là vết trầy xước trên những cái cánh cửa này. Nó là dành lời khen cho vị chủ nhân cũ của xe này ạ, là một vị biết giữ xe đó. Đây, không gian phía gần ghế phía sau nè, đó, trần xe nè, quý vị thấy không? Trần xe rất là sạch sẽ. Mà 2012 tới giờ mà đi tới 42.000 thì quý vị cũng biết là cái xe này đã được giữ kỹ như thế nào rồi. Thì như tôi bói quý vị á, thì mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng định giá với mức giá là 455 triệu đồng. Mời quý vị quan tâm tới mẫu xe này có thể ghé trực tiếp Toyota Tân Cảng xem xe, rồi chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị tất cả thắc mắc về mẫu xe này. Còn riêng mẫu xe này 2012 thì mình có thể mua bằng tiền mặt thôi quý vị ha, không ngân hàng không hỗ trợ trả góp trong cái xe đời 2012 này. Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng gọi hotline hoặc để bình luận ở dưới. Còn nếu mà quý vị muốn xem xe và có thể mua cái mẫu xe này á, mời quý vị tới trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.